Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ Tết thì thường trẻ em sẽ vui chơi nhiều nè, ăn uống cũng nhiều, đặc biệt là đồ ăn chiên, xào, đồ ngọt có chứa nhiều dầu mỡ nữa và bên cạnh đó còn bị mất cân bằng về mặt dinh dưỡng. Bởi vậy, sau kỳ nghỉ Tết, việc mà chúng ta điều chỉnh thực đơn cho trẻ làm thế nào để trẻ ăn ngon miệng và giải ngán sau Tết luôn là điều mà tôi nghĩ là nhiều bậc phụ huynh quan tâm đó. Vâng, thật ra thì cũng không phải là quá khó đâu, chỉ cần để ý một vài chi tiết mà chúng ta cũng đã tổng hợp để cho quý vị dễ theo dõi ngay sau đây thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là dù thực đơn giải ngán sau Tết cho bé hay là cho chính người lớn, tức là chính chúng ta, thì thực đơn sau Tết bao giờ thì cũng phải là phải giàu vitamin này, giàu khoáng chất này, giúp cho sự phát triển chung cũng như là hệ miễn dịch của con được phát triển, và như là có đủ vitamin A, vitamin C, sắt, kẽm, và đồng thời thì cũng không quên là phải khuyến khích trẻ luôn vui chơi, vận động nhiều hơn, phải rèn luyện và lấy lại các thói quen sinh hoạt trước đó. Hãy chú ý xây dựng thực đơn dinh dưỡng cho bé với những gợi ý sau. Lên thực đơn cho bé với nhiều loại rau, củ quả. Nên chọn thực đơn có nhiều rau, củ quả, trái cây, bởi chúng có nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, nên có tác dụng tốt trong việc tăng cường sức đề kháng, chống lại các phân tử gốc tự do, làm cơ thể dễ mắc bệnh khi ăn uống thay đổi. Trong rau còn có chứa nhiều chất có tác dụng tốt, cải thiện hệ tiêu hóa. Rau củ quả màu vàng, đỏ, cam, cà chua, dưa hấu, mơ, bưởi vì chứa chất carotene, lycopene, vitamin E tốt cho sức khỏe. Tăng cường các món đậu tương, đậu phụ, giá đỗ. Những thực phẩm này chứa chất dinh dưỡng cần thiết, có lợi cho sức khỏe của trẻ nhỏ và giúp trẻ ăn ngon miệng, chống ngán sau những thực đơn Tết nhiều dầu mỡ. Thực đơn tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Lựa chọn những thực phẩm chứa nhiều vitamin C tự nhiên, thường có nhiều trong trái cây và rất tốt cho cơ thể những người đang thừa đạm. Nên chọn các loại trái cây như cam, quýt, bưởi cho bé tráng miệng để bổ sung dinh dưỡng hiệu quả và giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Do thực phẩm ngày Tết chứa nhiều chất béo, đường nên ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của trẻ. Vì vậy, ngoài thực đơn đảm bảo nhiều vitamin, hạn chế đồ ăn chứa nhiều dinh dưỡng gây béo, nhiều đạm, tẩm ướp gia vị như tiêu, tỏi thì nên bổ sung thêm men vi sinh cho trẻ. Khuyến khích trẻ ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, mềm như súp, bún, miến để dễ tiêu hóa và bổ sung một số thực phẩm để giúp trẻ thanh lọc cơ thể, giải độc tốt như đậu xanh, táo đỏ, hạt sen hoặc trà cam thảo. Vào những ngày lễ Tết, không khí lễ hội làm cho chúng ta quên đi những chế độ ăn kiêng và đôi khi thì sẽ hơi quá chén, hơi lỡ mồm với những cái món ăn rất là thơm ngon, rất là nhiều chất đúng không ạ? Vâng, chính vì thế mà sau Tết thì tàn dư các chất không tốt cho sức khỏe con người còn khá nhiều trong cơ thể của chúng ta. Đặc biệt hại cho gan, này, ảnh hưởng đến các hoạt động tiêu hóa, sinh hoạt hàng ngày. Nghe thì có vẻ rất lớn lao, nhưng chỉ cần chế độ ăn uống cũng đủ để bạn cân bằng lại chúng, giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn để quay trở lại công việc và cuộc sống hàng ngày. Và cách tốt nhất để phương pháp detox đạt được một cái hiệu quả cao nhất đó chính là kết hợp các loại thực phẩm tự nhiên vào những cái chế độ ăn hàng ngày của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ làm sạch gan cũng như là các cơ quan khác bên trong cơ thể mỗi ngày chỉ bằng những thực phẩm lành mạnh và giúp thanh lọc cơ thể. Ngay từ hôm nay, chúng ta hãy cùng detox lại cơ thể với 5 bí quyết sau đây. Nguyên liệu đầu tiên đó chính là quả táo. Chất xơ bên trong táo giúp loại bỏ kim loại, các chất phụ gia thực phẩm tích tụ trong cơ thể suốt thời gian Tết đến xuân về. Ăn táo hiệu quả nhất là khi bạn ăn tươi, không qua chế biến hoặc để lâu ngày, ăn được vỏ thì càng tốt với điều kiện phải được rửa thật sạch. Thực phẩm thứ hai phải kể đến chính là bông cải xanh hay còn gọi là súp lơ xanh. Bông cải xanh làm tăng glutathione, chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa thiệt hại đến các thành phần quan trọng của tế bào do các loại chất chống oxy hóa như các gốc tự do, kim loại nặng, giúp gan biến đổi độc tố thành dạng khác, dễ dàng loại bỏ hơn. Tiếp theo chính là quả bơ. Loại trái cây này cung cấp glutathione trực tiếp cho cơ thể, detox các hóa chất tổng hợp. Thêm một loại gia vị yêu thích của rất nhiều người châu Á đó là gừng. Gừng giúp làm tăng sự trao đổi chất của cơ thể cực kỳ tốt, chuyển hóa chất gây hại và hỗ trợ cực kỳ tốt cho chức năng gan. Loại gia vị này còn rất dễ sử dụng. Nếu có thể, bạn hãy dùng thêm dứa trong những ngày sắp tới để detox lại cơ thể. Vì dứa chứa bromelain, một enzyme tiêu hóa giúp làm sạch ruột già, chứa nhiều vitamin C hơn cam,
giữ hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Hy vọng là với 5 bí quyết đơn giản vừa rồi thì quý vị và các bạn có thể nhanh chóng loại bỏ các chất gây hại trong cơ thể của mình sau quá trình ăn uống đã tích tụ lại trong suốt một kỳ nghỉ lễ rất dài vừa qua. Bên cạnh các lưu ý về ăn uống và dinh dưỡng thì cũng hãy lưu ý rằng là phải kết hợp với việc là tập luyện thể dục hàng ngày nữa. Và đừng quên là khi quay trở lại với thành phố, quay trở lại với công việc thì quý vị và các bạn cũng đừng quên những cái biện pháp để phòng chống nguy cơ dịch bệnh COVID-19. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình với tiểu mục blog du lịch để khám phá lễ hội chơi xuân rất nổi tiếng của đồng bào dân tộc Hơ Mông tại Sapa, Lào Cai. Đó là lễ hội gì? Ngay bây giờ hãy đến với biên tập viên Huy Hoàng. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội lớn nhất, đông người tham gia nhất, được coi là lễ hội tiêu biểu và đặc sắc nhất của người Mông, thu hút rất nhiều người tham gia và tham quan tại Sapa. Đặc biệt tại đây, quý vị sẽ được chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm những trò chơi dân gian thú vị của đồng bào dân tộc Mông như là thi bắn nỏ, này, thi đấu võ, hát giao duyên hay là múa khen. Những người không tham gia thì đứng ngoài vỗ tay reo hò cổ vũ, làm không khí của lễ hội trở nên nhộn nhịp hơn, hào hứng hơn và không kém phần hồi hộp. Và không để quý vị chờ đợi lâu, hãy cùng chúng tôi đến với Sapa, Lào Cai để tìm hiểu về lễ hội độc đáo này. Khi những cánh hoa đào bung nở, khi những chiếc váy xòe rực rỡ khắp núi rừng, ấy là lúc lễ hội của người Mông được diễn ra. Gầu Tàu là lễ hội quan trọng nhất, có quy mô cộng đồng diễn ra trong tháng riêng và theo lịch Tết của người Mông. Thông thường khi một gia đình người Mông không có con, ít con, hoặc sinh con một bề, hay có người ốm đau hoặc làm ăn không tốt, họ sẽ lên đồi Gầu Tàu khấn xin thần linh ban cho con cái, cầu xin sức khỏe hay làm ăn thuận lợi. Khi lời cầu khấn trở thành hiện thực, họ làm lễ Gầu Tàu để tạ ơn thần linh. Bây giờ hiện tại bây giờ là nhà nước là hỗ trợ cho kinh phí mà mình tổ chức làm, thì mình làm cái này thì mình phải chuẩn bị trước để là đồ trò chơi, làm cái đu này, cái leo này, cái cục hị này. Cây nêu luôn là biểu tượng chính trong lễ hội Gầu Tàu của người Mông. Nó gắn liền với sự linh thiêng, do vậy cây nêu luôn được chọn rất cẩn thận. Phải là những cây thẳng, không bị sâu, không bị cùn ngọn. Đặc biệt là không chọn cây đổ. Khi chặt cây, người chủ cúng hoặc chủ nhà phải thắp hương cầu khấn các vị thần để xin chặt cây, sau đó mới được chặt. Khi chặt, không được để cây đổ xuống đất, hướng của ngọn cây phải ngả về hướng đông. Trên đường khiêng về đem đi chôn cũng không được đặt cây xuống đất hoặc người khác bước qua. Ý nghĩa thì vẫn là tạ ơn trời đất, thần linh, cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng bội thu trong một năm mới. Sau phần lễ chính đến phần hội với nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa độc đáo như múa khèn, múa sinh tiền, múa gậy, thi bắn nỏ, thi đấu võ, hát giao duyên. Trong các hoạt động thi múa khèn, biểu diễn võ thuật hay trò chơi bịt mắt bắt lợn là các hoạt động sôi nổi và hào hứng nhất. Căng chàng trai thỏa sức biểu diễn khoe tài của mình, những người không tham gia thì đứng ngoài vỗ tay reo hò cổ vũ, làm không khí của lễ hội trở nên nhộn nhịp, hào hứng và không kém phần hồi hộp. Trò chơi này là năm nào cũng thu hút như vậy, mọi người mọi trẻ con với là người lớn thích xem, khó hơn cả gà vịt bắt được, nó rất khó bắt, mình phải giữ nó khoảng bê lên thì mình mới gọi là bắt được. Chứ còn mình sờ, chỉ sờ qua thôi cũng không lại bắt. Đến với lễ hội, trai gái đã có vợ, có chồng, họ đều được tự do đi tìm bạn tình của mình mà không bị sự ràng buộc. Mọi người được rũ bỏ mọi luật lệ đời thường để tự do sống trong không khí của lễ hội. Lễ hội thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày rồi kết thúc. Mọi người trở lại về với cuộc sống đời thường. Nhưng dư âm của lễ hội vẫn còn vang vọng mãi trong tâm tưởng của những người tham dự lễ hội. Vâng, lễ hội Gầu Tàu thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày rồi kết thúc, mọi người lại trở về với cuộc sống đời thường. Nhưng dư âm của lễ hội thì vẫn còn vang vọng mãi trong tâm tưởng của những người dự lễ hội. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội lớn nhất và có quy mô cộng đồng duy nhất, gắn với đời sống tâm linh, tinh thần của cộng đồng người Mông. Lễ hội Gầu Tàu của người Mông ở Lào Cai đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách, danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và hy vọng với sự yêu thích lễ hội của đông đảo du khách cũng như đồng bào Hơ Mông, lễ hội sẽ tiếp tục được truyền lửa và gìn giữ lâu dài hơn nữa.